đó là cách uh, tôi làm ánh sáng cho mấy cái clip của tôi ban đêm thôi ban ngày thì um, càng dễ nữa trước khi vào stream thì uh, chúng ta cũng phải thống nhất với nhau một số cái quan điểm như thế này để um, khỏi phải lồng cà lồng cộng khỏi bị chọi đá về sau tôi sợ chọi đá lắm tôi chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi để làm những cái clip ở trong cái channel của tôi và đây là cái cuộc chơi chia sẻ kiến thức một cái buổi stream chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chứ không phải là một buổi dạy học online ừ uh -huh. dạy học nếu mà đi dạy á tôi cực kỳ khó chịu tôi cực kỳ khó tính luôn tôi cho làm đi làm lại làm tới làm lui làm hoài đúng suốt đó thôi làm khi nào mà chán thôi à tập tính kiên trì nhẫn nại đó ghê không bởi vậy đừng đừng có hỏi tôi có dạy không tôi dạy khó chịu lắm Thật sự tôi không thích đi dạy nó mệt lắm Ngày nào cũng nhai lại có bao nhiêu đó quái lắm Thiệt luôn á Chỉ có một số cái lưu ý nhỏ nhỏ Đối với các bạn sử dụng điện thoại Để uh, làm clip thôi Làm vlog, làm youtuber thôi Thì tôi không biết gọi là gì nữa Nên tôi gọi là làm video clip đi Chứ phim thì nó cũng không phải là phim Mấy cái smartphone bây giờ á Hiện tại trong cái thời điểm hiện tại thì nó đã rất là khôn hơn những cái smartphone cách đây khoảng 5 năm, 10 năm rồi. Thì nó kiểm soát cho mình mọi thứ về thông số kỹ thuật rồi. Bỏ qua mấy cái đó đi thì mình chỉ cần chú ý những cái thứ gọi là góc máy như thế nào. Thì đó, ví dụ như các bạn quay một người đối diện bạn đi thì người ta cao hay thấp đó là chuyện của người ta nhưng góc máy nó phải ngang tầm mắt để người ta nhìn vô giống như clip trước tôi nói điều quan trọng là phải xíu tưởng nhau sắp anh thịt mày đấy chứ đừng có đứng cao hơn mà quay người ta lùn thịt mà đứng thấp hơn quay nhìn được kỳ lắm luôn á cái tiếp theo nữa là cái bố cục của cái khung hình nó như thế nào mình dự định làm cái gì ở trong đó ví dụ như bên này rộng nè bên này hẹp nè thì bên này mình sẽ dự định làm cái gì còn tôi tôi không có làm khỉ gì bên này hết á tôi là tôi thích ngồi bên vậy á còn không ngồi ở giữa cũng được không sao á ngồi ở giữa thì đến cuối clip thấy mấy cái đề xuất lên nó dễ hơn thấy mấy cái cái gì ta cái 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 hiện thị video cuối cùng á tôi tôi quên mẹ nó là cái gì rồi thấy lên dễ hơn nó không có che cái mặt mình rồi, ngồi ngồi giữa cũng được không vấn đề gì hết ngồi đâu cũng được miễn làm sao đó mình tính toán bố cục cho nó vừa mắt người xem còn muốn biết được vừa mắt người xem không á, thì bạn phải khó tính với chính bạn trước cái đã bạn phải xem cái góc máy này nó là đẹp chưa hay là mình thử nó một góc khác hoặc là mình đưa nó lên xíu hoặc là đưa nó xuống xíu lắc qua đây xíu lắc qua đây xíu hay ban nó một xíu hay tiêu nó ăn xíu ừ. nếu mà những cảnh quay của bạn á nó có cái sự di chuyển nhiều cái động tác máy nó nhiều á thì mình phải tính toán làm sao đó để nếu có chuyển cảnh nha ví dụ như Uh, ban qua bên này thì cảnh sau mình sẽ ban qua bên này hoặc là ban qua bên này thì đó là tùy mình tính thôi rồi cái uh, bố cục á cái bố cục của tổng thể của một các clip của bạn á bạn cũng cần phải chú ý đến là đừng có làm cho người xem bị gắt quá ví dụ như uh, bạn quay bố cục 1 phần 3 đi 1 phần 3 đất và 2 phần 3 trời thì những cái sụt sau bạn cũng nên đưa vào một phần ba đất hai phần ba trời để cho người xem có cái vừa mắt hơn nó dịu mắt hơn nó không có bị gắt là khi bạn đổi khung hình rồi tính toán thêm cái gọi là góc toàn trung cận nó cầu thần chú á như thế nào mình phải sắp xếp như thế nào ví dụ như à, tôi đang quay một cái quyển sổ rồi khi mà tôi muốn tả nó chi tiết như thế nào thì góc nào và góc nào nó sẽ đi với nhau. Bây giờ bạn đang tả cái sóng này đúng không? Thì cái cái cảnh sâu của bạn á, cái xin quay tiếp theo của bạn mà nếu mà bạn cắt xin á, thì bạn cũng phải tả một cái gì nó xéo xéo như vậy để người xem không có bị đột ngột khi mà chuyển khung hình. À, thì đó là cái kinh nghiệm của tôi thôi. Thì cũng không phải là nhất thiết là mình sử dụng một bố cục cho một cái cái video clip mà có thể sử dụng nhiều bố cục nhưng bạn phải tính toán khéo tính toán làm sao để cho nó mượt mà thôi là được rồi ví dụ như ở trong clip thì nó có những cái đồ dùng những cái vật dụng thì phải sắp xếp làm sao thì nếu như bạn đã nếu như bạn không có cái idea gì để sắp xếp cho nó những cái vật dụng đó thì nên theo một cái trình tự nhất định, ví dụ như kích thước, hình dáng và màu sắc thì nó sẽ có độ chuyển mượt mà hơn. ừ trời <laughs> cái này ghê quá, cái này tôi chưa làm. Nhưng mà nói là vậy á, nếu như cái điện thoại của bạn xét được cái cái file MOV á thì cứ xét qua MOV. Cái file đó cái chất lượng nó tốt hơn MP4. Hoặc là H265 gì với cái dòng iPhone mới giờ Cái định dạng đó cũng ngon á Nó giữ lại nhiều thứ để chúng ta có thể hậu kỳ một cách vui hơn Rồi Thì đối với những bạn mà sử dụng GSLA hoặc là microled Thì Không lạ gì ISO tốc khẩu nữa rồi phải không à, Nhưng ở trong clip này thì đối tượng xem của tôi toàn là những người mới tôi chỉ nói về những người mới tôi chỉ làm những cái điều đơn giản chia sẻ cho những người mà mới thò chân thò tay vào làm công việc này để họ có được cái kiến thức cho họ một cách đơn giản dễ hiểu nhất tóc là cái gì chờ xíu si lên phim mới đã chú ý nha là cái thời gian mở ra và đóng lại của màn trập để cho sensor nó tiếp nhận ánh sáng đó là về tốc độ shutter speed tốc độ màn trập khẩu độ là gì là mấy cái lá ở trong cái len thôi nó không có khỉ khô gì đâu thì nó cũng là kiểm soát cái ánh sáng đi vào trong sensor cái Super Speed á, thì có nhiều channel làm rồi nhưng mà cái Aperture cái khẩu độ của cái lens á, thì ừ, tôi thấy ít ai chia sẻ cho nó dễ hiểu lắm thì nếu mà bạn nào chưa hiểu á chưa biết về cái cái khẩu mấy cái lá khẩu trong cái lens để làm gì á vô coi cái clip khẩu độ gì vô coi cái clip Aperture á khẩu độ để làm gì, khẩu độ trong ống kính để làm gì, tôi không nhớ tên cái clip nữa mà vô sạch đi chắc chắn có, mà không có tôi ghim đâu ta ở đây nè hoặc là ở đây để tôi nhớ coi nếu mà lên khung thì nó sẽ ở đây ok ở đây thì tôi sẽ thả đó nhớ chọt chưa coi nó là cái gì thực ra cái khẩu độ nó cũng quan trọng cho những bạn làm vlog á thì khi mà mình ngồi mà mình fix một cái máy một chỗ đó, mà mình ngồi mình nói chuyện á thì mở khẩu ra đó, cái đót, cái, deep of field deep of field lúc trước cái clip trước tôi đã nói rồi nó bỏng dính nè ví dụ focus vô cái mũi này nè cái lỗ tai nó ao hoặc là focus vô cái con mắt nè lỗ mũi nó hơi bị lơ thì nó cũng chẳng có cái cái khẩu nào gọi là um, cố định cho cái góc máy quay phỏng vấn đâu thì thường thường mà khi mà tôi quay những cái clip như thế này á, tôi để 2.8 hoặc là khẩu 4 hoặc là những cái góc quay tôi đóng lại khoảng 13 14 gì á. Đó. Đóng lại cho sâu nhìn cho nét tại vì tôi đã sử dụng góc quay thì tôi muốn xô cái phong cảnh đằng sau luôn mà. Chứ ở đây mà qua hàng cái nữa là nhìn thấy gớm luôn á. ISO là cái thứ mà tôi không biết lấy cái gì ra ví dụ nữa. Thì thôi các bạn ráng hình dung đi. ISO là cái độ nhạy sáng của cái sensor thôi cái mà ở trong cái body máy chụp hình á rồi thường á thì tôi sử dụng uh, hai cái liên quan đến tốc và khẩu để tôi uh, quay những các clip ví dụ như mắt mệt xô sửa xe và những cái clip mà trong vòng một năm trở lại rồi ở cái mode a và s á, thì uh, có một số cái thông thông số mặc định tôi hay chọn á là chọn vùng nét tôi tôi thích chọn vùng nét ở giữa tại vì tôi hay ngồi ở giữa còn ví dụ tôi ngồi lệch bên bên đó tôi chọn vùng nét lệch bên bên và cái đo sáng nha cái đo sáng điểm nè nó có ba cái loại đo sáng đo sáng điểm đo sáng center và đo sáng toàn khung thì tôi chọn đo sáng toàn khung để cho hai cái hai cái chức năng A và S đó, nó chạy cho nó mượt mà cái mod A nó cũng là một cái mod manual mà thứ thao tác bằng tay hết đó chứ nó không có auto cái khỉ khô gì trọng đâu nó auto mỗi cái shutter speed thôi <laughs> nhưng mà mình vẫn kiểm soát được cái shutter speed bằng cái khẩu độ và cái ISO ví dụ bạn gọi một cái 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 rừng thông ở trên Đà Lạt đi à, bạn đưa cái máy ra ngoài nắng và đưa cái máy vào trong tối thì miễn làm sao đó tốc độ cái speed nó nằm ở trong cái ngưỡng an toàn chứ đừng có thấp hơn 50 1 50 á và mấy cái máy crop uh, frame thì nó chỉ được 1 phần 4 ngàn giây thôi mấy máy full frame thì lên tới 1 phần 8 ngàn giây thì phải Ừ đúng rồi cái mod S thì ở trên uh, mấy mấy Canon á thì hình như nó là cái mod TV á còn trên trên máy Sony thì nó là cái mod S rồi nó là nó cho mình cố định cái shutter speed đó. để tôi quay về buổi tối mà có những cái đèn phía sau background á <laughs> thì có đèn thì kiểu gì nó cũng bị flick tức là hình nó cứ chỗ sáng chỗ đen rồi nó cứ chạy lên giống như gợn sóng á nó nó bị flick á thì cái uh nó cũng không có một cái con số cố định cho làm sao để hết flick đâu không phải là một một phần năm mươi là nó không bị flick hoặc là một phần một trăm nó không bị đâu ở sài gòn hoặc là ở miền nam nha thì tôi thấy là một phần năm mươi là ok nó không bị flick nhưng mà cái đợt tôi quay mấy cái dự án ngoài hà nội á, mấy cái dự án bất động sản qua đi ra đó quay trời ta nói chứ một phần năm mươi cũng flick. Một phần 100 cũng bị Xuống một phần 30 Nó hơi thiếu frame một xíu nhưng mà nó đỡ hơn Chứ không phải là nó không bị Tôi chán vô cùng luôn Thì đó là cái kinh nghiệm tôi trải qua nha Chứ không phải là um, Kinh nghiệm và với cái thiết bị tôi đã trải qua Chứ không phải là máy nào cũng bị đâu Tôi cũng chưa thử hết máy đâu Nào giờ tôi xài chỉ có một con uh, 600D và phần um, ba đó là mấy con máy của tôi còn đi thuê tôi thuê nhiều lắm rồi mà không nhớ thì đó cách sử dụng uh, máy chụp hình của tôi để quay phim đó